xin chào các bác nhé. Hôm nay thì anh em chúng tôi lại tiếp tục có một cái buổi ra suối các bạn. Đây tổng hợp nhanh cho các bác một số các hình ảnh trong toàn bộ nội dung của video. Thì hôm nay anh em chúng tôi đi ra suối bắt một ít cá suối và làm mấy cái món mà hoàn toàn chế biến bằng trong ống tre nha các bác nhé. Đây là công sức của nguyên cả buổi anh em chúng tôi đi chơi đây. Toàn bộ chúng tôi nấu ở trong ống tre hết này các bác nhé. Đấy. Cái này thì thực ra cây này gọi là cây luồng, cây vầu rồi. Chứ nó không phải là cây, chứ nó không phải là tre. Cái này thì nó mỏng, tôi cũng không phân biệt được mấy cái đấy cho lắm. Đây anh em có một ít bia, thì mấy món cá rồi thì các thứ. Đây. Các bác sẽ theo dõi chúng tôi cái hành trình hôm nay của nhà tôi nhé. Đấy, vất vả lắm các bạn. Nghe đi kiếm mấy con cá hay cá suối thì bây giờ ít lắm. Ngày xưa thì nhiều, chứ bây giờ thì ít lắm. Do là đánh bắt hàng ngày thì là hầu hết thì ở cái dân tộc Thái ở Việt Nam cũng như là các dân tộc ở bên Lào thì thường là ăn cá rất là nhiều, cá nướng rồi thì các loại. Nên hầu như là cá thì là cái thực phẩm hàng ngày sử dụng rất là thường xuyên, cho nên hầu như cái đoạn suối này thì còn rất là ít cá, ở trên cái bản của bạn này thì còn rất là ít cá. Đấy thì anh em đi bắt ít cá đây, thì có một ít rêu đấy các bác, tí nữa thì sẽ riêng. Đấy, toàn bộ thì anh em chúng tôi nấu ở trong cái loại cái ống luồng, ống nứa này. Đấy, chín rồi thả xuống cái suối cho nó nguội ăn rất là ngon. Đây trong quá trình anh em tôi nấu đây, cái này thì không có kiếm gì ở trên bản chúng tôi thì rất là nhiều. Đấy, đốt cứ thế nấu thôi, cái ống tre là không bị cháy đâu các bạn ạ, thoải mái. Đốt thì nó thì nó đốt thật ra thì hôm nay định làm một ít đồ nướng nhưng mà chắc là không lấy được các bạn ạ. Nướng thì nó hơi lâu. Đấy, đây anh em tôi có thêm một ít rêu nữa đây. Rêu này thì hôm nay lấy không được nhiều lắm, thế nên là chỉ để chống chốc luôn. Thực ra cái rêu này ăn rất là hay nha các bạn nhé, ăn nó cũng rất là dễ chịu, nó là một cái dạng như kiểu canh ấy. So sánh thì nó hơi khập khiễng nhưng mà giống như kiểu các bác ăn canh rong biển ấy. Thì cái đấy thì phải có nhiều tiền, chứ còn cái này ở trên bản tôi chỉ cần ăn này thôi. Và tôi thấy nó cũng khá là ngon. Uống rượu ấy thì nấu một cái nồi canh này ấy, thì uống ăn sau khi uống rượu thì ăn một ít cái rêu này với cả uống một ít cái canh này thì tôi cảm thấy là nó rất là dễ chịu mà. Có lẽ là nó cũng giúp giải rượu nhanh hơn thì phải. Đấy, nước miếng thì cứ lấy toàn bộ suối được rồi, chẳng sợ gì đâu. Đây là nước đầu nguồn mà nó chảy xuống dưới vùng dưới xuôi thì còn sợ cái việc gọi là hóa chất rồi thì thuốc sâu thuốc bọ như đây chúng tôi là đầu nguồn thì chẳng sợ. Rồi đấy, cái này tôi nhanh một chút nhé. Rồi xong, thế là được thêm một món nữa. Như vậy là hôm nay có cá, có rêu, có một ít rau rừng. Đấy, cái này thì trong quá trình nó sôi các bác thì nó đẩy lên, thì nếu mà các bác không đẩy nó xuống thì cái phần ở bên trên ấy, do cái này đúng ra chúng tôi phải bịt cái đầu lại thôi thì nó chỉ gọn hơi ở bên trên được, nhưng thôi cứ chọc chọc để được chọc cho nó xuống ấy. Thì nếu mà nó đẩy lên phía trên nhưng mà các bác không để ý mà nó sẽ bị trào ra ngoài, một là nó trào ra ngoài hoặc là hai là nó ở bên trên thì nó sẽ không bị chín được, thì có đốt cháy ở cái ống đấy nó cũng không chín được đâu. Rồi đấy, cuối cùng các bác thấy không, tre rất là vận năng đấy. Vừa gót đũa mà vừa làm cái máng kia này tôi cho vào trong đấy. Đây công sức này các bác ạ, sáng đến trưa đấy làm ít cái nước này. Chúng ta là cái này là phải chắc ra để tí nữa để uống cái canh để sướng các bác ạ, ngọt mà nó đủ tổng hợp đủ các loại vị của cá, vị của rau rồi thì nói chung là mình hay gọi là nước cốt ấy, ăn rất là sướng. Đấy.
chuyển thôi. Cá này toàn bộ sản phẩm sạch cả các bác. Cá cũng sạch nha, nước thì nước đồ nguồn, rau rừng rồi thì gì nữa, rêu cũng ở dưới suối, tất cả đều là sạch sẽ hết. Đó. Còn nấu ở trong ống tre kia thì tôi thấy nó cũng là một cái cách nấu khá là sướng và nhiều các bác ấy. Chắc ở đây các bác thì hay gặp, hay biết cùng lắm là cơm lam nấu trong ống tre, nhưng các cái món như này chắc là chỉ một số bác biết thôi, các bác thành phố chắc là chưa ăn món này. Rồi, ngay chúng tôi có bia Hà Nội nha. Đấy. Rồi. Tiếp theo, một món nữa. Thế này là đủ cho anh em xay cả buổi rồi đấy các bạn. Lâu lâu thì đi làm thì rất vất vả, thì có những buổi anh em lâu ngày về gặp nhau thì cũng làm mấy món, ngồi giao lưu với nhau cho vui, thì chẳng nhẽ đi ăn đồ thành phố nhiều quá, về quê phải ăn món quê mình nó mới cảm thấy hương vị quê hương quá. Đấy, đũa nha, đũa tre nha. Rồi, đá này. Con này các bạn nhìn cảm giác nó còn hơi sống gì đúng không? Ăn tốt. Rồi, rất là ngọt thịt các bạn nha. Nấu toàn bộ trong ống tre này, cảm giác là tất cả đều rất là ngọt. Con này là nướng này. Đấy. Con này là hoàn toàn là nướng này. Cá này là dạng cá vùi vào trong đống than đấy các bạn ạ, chứ không phải nướng đâu. Ngày xưa ấy, ở trên bản làm gì có muối đâu, toàn lấy cho ở các cái bếp ấy, xong là hòa thành nước, xong là chắc, xong lấy cái nước đấy chứ làm gì có, chứ làm gì có muối để ăn như bây giờ đâu, bây giờ muối thì nhiều. Đây này các bạn này, đấy, trong khi anh em chúng tôi đậu dưới suối này, đấy, các em, các chị thì, đấy, vẫn đang đi, đấy, bắt từ những ô cá nhỏ này thì các bạn bảo là, thì ngày hôm nay anh em cứ bắt lấy cá là cũng còn tương đối nhiều đấy. Hôm sau thì có, mà có dịp thì tôi sẽ làm thử một cái clip về, là về khai thác muối mỏ. Các bác có hiểu thế nào là muối mỏ không? Thế bên Lào chúng tôi thì nó không có biển, thì ngày xưa thì đại dương là nó ngập hết mà, thế thì nó còn các cái lượng nước chắc là nó đọng ở trong các cái khe suối các cái thứ ấy, về sau nó ứ đọng lại thành các cái mỏ muối. Đấy, ở bên Lào thì là chúng tôi thường khai thác muối mỏ này các bác nhé, ăn muối mỏ ấy, chứ còn ngày xưa thì làm gì có muối biển vận chuyển nào mà ra được vào đến tận trong các bản được. Đấy, thì cái đấy khá thú vị. Hôm nào có thời gian thì tôi sẽ tìm hiểu xem là có những người nào có kinh nghiệm làm được thì hay đi đào muối mỏ, thì tôi sẽ làm cho các bác một cái clip để tìm muối mỏ. Bạn mới biết anh bạn kia đang uống gì không? Cái nước ở trong ấy đấy, cái nước nãy đun ấy, nước cái nước canh của rêu ấy, uống cho đỡ say rượu các bác. Đấy thì hôm nay thì làm một cái clip ngắn về một buổi trải nghiệm hoang dã của anh em tôi ở ngoài rừng thôi. Thì rất là cảm ơn các bác đã theo dõi, và nếu thấy thú vị thì đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo của chúng tôi nhé. Rồi, xin chào các bác.